trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ anh còn cú mơ đến khi em thở. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dân đến khi tự sừng hớ. Má khỏe rồi, má khỏe ra. Không có không còn đứa nào về thăm má đâu. Thấy không, gửi tiền về cho má là được rồi. Tháng trước gửi hơi ít nha, gửi 20 triệu má xài không đủ, cho nên là tháng sau gửi cỡ 30-40 gì đi mày. Thì má đi quậy với mấy đứa bạn chứ đi đâu đâu mà. Thôi thôi được rồi, không cần về thăm má ha, cứ gửi tiền về cho má đều đặn là được. Ở đây má cũng đầy đủ, không thiếu thốn gì hết trơn. Rồi vậy nha. Rồi. Ô chà, tình ơi. Mình đi không, một hai phải chĩa cành chĩa lá chĩa trái qua nhà người khác mới chịu cho nổi. Thứ già mà không ưa được, ta nói hàng xóm láng giềng gì đâu mà mệt mỏi, nói hoài mà thiệt lì dế sao lì, không bao giờ nghe hết trơn hết trọng. Nè khí nè, hồi nay cái bụng cổ tích ra ăn khí đã vàng, ăn uống được khí gì đâu mà chồng hoài dương vàng. Thứ không biết điều nổi điên. Ê, bà già ở đâu? Bà làm gì vậy? Làm gì? Bà làm gì mà quăng khế tùm lên vô nhà tôi ta? Hồi đó ra là ăn khế trả vàng, còn tôi không ăn khế tôi trả lại nhà ông. Nè, tôi chưa nói cái chuyện không là tôi mất mấy trái khế nha. Nè, xin lỗi à, có đói cũng không có lụm khế ông ăn nha. Khế gì đâu, chua lè. Ê, khế chua mà khế có giá trị nha. Tôi cho bà biết nha, có khế thì ăn đại đi, ăn giật ăn lén gì ăn đi, bày đặt làm eo mấy bút đói chết không có cái để ăn. Nè xin lỗi à, nói cho ông biết làm sao có chuyện tôi đói chết được. Con của tôi á là đi nước ngoài ha, là ở bên Pháp bên Ý đồ, nó gửi về tiền tôi là tiền đô cọc cọc. Ủa con bà ở bên Pháp hả? Chứ gì, qua ở đỡ bển hả? Nè ăn nói đàng hoàng á. Nè bác sĩ ở bên Mỹ, con trai tôi. Bác sĩ bên Mỹ làm gì? Chết heo hả? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bên Mỹ. Rồi sao? Trời trời, con gái làm người mẫu bên châu Âu. Trời ôi, nói chuyện phải để ta tin ông ơi. Ta nói cái giò ông chưa tới một thước không ấy, ông làm người mẫu ở đâu ra? Bởi thì không biết cái gì gọi là lai phấu giống. Phấu giống gì? Tôi không cao, nhưng mà mẹ nó cao, cỡ bà đứng tới nách bả. Tôi đứng tới nách bả mà tới cửa ông hả? Thứ già không ưa nổi, sớm ăn nghiệp gì đâu á mà cứ ở sát bên cho già thiệt. Tao nói mày bao nhiêu lần? Dạ. Tao nói mày bao nhiêu lần? Mày mập ở nhà mình đi. Mày mập qua bên nhà quỷ sứ quỷ yêu được không, mày mập chi? Nè, nói ai quỷ sứ quỷ yêu? Ê. Hả? Ông nói quỷ sứ nè, bây giờ là tôi tỉa, tôi quăng hết nha. Ê, tôi báo chính quyền á. Báo đi, rồi tôi cho người tới chặt cái cây khế này luôn. Cái gì không? Chặt cái khế nè. Mà chặt nó đi, dòng họ còn sống không? Ông Thách ơi, chứ ông Thách con này là ông sai rồi. Ông chưa nghe tới tên tôi rồi. Bà tên gì? Tôi là Dạ Khùng. Người ta còn gọi là Dạ Dơ và Dạ Lầy. Ông dám ông lầy hay ông dơ bằng tôi không? Ồ, chưa nghe tên tôi hả? Tên ông là tên gì? Chính Lũ Đạn. Tôi sợ ông mà bây giờ muốn quăng không? Quăng cho ha. Nè, từ nay về sau nha, một trái khế nào mà văng vô nhà tôi là ông coi chừng. Bà nhớ ngày hôm nay những gì bà nói nha. Bà mà còn làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý tuổi mới lớn của tôi. Trời ơi. Thì bà đừng trách, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi mà ảnh hưởng một lần nữa là tôi sẽ đề nghị trục xuất bà ra khỏi cái khu vực này. Trời, chắc tôi sợ à. Ghẹo lộn người rồi ấy ơi. Muốn chơi hả? Tôi chơi cho ông thấy. Để hơi để sức hát ca dao kê.
mắt giống ôn gì ngồi cự lộn với cha già đó. Mở cho lớn lên, chỉa qua nhà ông. Chỉ cần một cái lo với cái micro thôi, tao cho nhà mày banh nóc. Muốn gì cũng được thôi. Ủa vậy hả? Đừng hát. À vậy hả? Xin lỗi bà, tôi chưa công làm phiền gia đình bà nữa. Đừng có hát, chịu không nổi. Trời ơi, phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Phải ngoan vậy tới trường không? Trời, bởi tin ấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha, trời nó đi. Ê, ê, cô. Hát cái nhạc gì đây? Đúng rồi, remix Chay Tình Đàm Vĩnh Hưng. Hê, hê, ok, ê cô Chay Tình, vô. Chưa? Biết rồi. Ở trong còn 4-5 cái loa nữa nghe. Thôi đủ rồi. Tôi sợ rồi. Sống với hàng xóm làm gì? Vì nhau mà sống. Bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Dệt bao nhiêu cha. Tôi lại ông, tôi hiểu rồi. Còn vậy hả? Trời ơi, vậy mà thằng quỷ bán lo nó nói nó bán cho tôi cái lo bự nhất. Lo này là mới mở nửa công sức rồi đó. Hết công sức nghe đã. Thôi vậy là được rồi. Thôi đừng mở nữa. Già rồi mà nghe kiểu này chắc lên bàn thờ sớm. Mệt. Già rồi mình sống mà bà con hàng xóm. Người ta nói là bà con cha không bàn láng giềng gần. Tối lửa tắt đèn có nhau. Rồi. Vì nhau mà sống, nhìn nhau mà sống. Chứ đâu phải mình thích cái gì là mình chơi karaoke mà mình chơi mà bên đây mình bệnh tim. Đâu phải tôi không có bị bệnh đó. Tôi biết rồi. Từ nay về sau tôi không có vậy nữa. Rồi ngày mai tôi cho kêu mấy đứa nhỏ nó mé cái nhánh này đi. Thấy không? Cho nó cái mé bên đây nó hết lá rụng xuống. Thôi để vậy cũng được, che bóng cho nó mát. Sao nói là rác rến dơ dãi? Không có, giờ nó thấy nó hay rồi, mát rồi. Giờ rảnh không? Chi vậy? Hai đứa chơi bài không? Chơi luôn chứ giỡn. Sóng gió. Sóng gió chứ. Sóng gió là gì vô nào? Sóng gió là bài Hùng Trình trên đôi cánh đây. Chứ mở đường em trong phút giây. Để tôi chạch lời. Xong cú này là quê không có cãi lộn nữa nha. Rồi. Để tôi sửa đội hình lên. Có chưa? Từ. Rồi vô, có lời rồi. Rồi vô. Tôi qua
chơi, qua chơi. Cho nhạc nhanh nhanh lên, tempo, tempo. Nhanh lên. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn cú mơ đến kiêm thờ. Lòng người anh đâu có hay. Một ngày khi vô cánh tay, từ người yêu hóa thành người dân đến khi tự sưng hớ. Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mê đẹp. Trên xa mùi dạ lý hương, vươn vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người chặt lòng, đầu trời bên mong. Anh nhớ em, nhớ ngay cả em. Hát tào lao vậy? Ủa, không có gì. Yo, trời bán anh sáng năm tháng cứ bề, dán mây về chúng lối. Ở đâu vậy? Ở đâu? Người bạn kia nắng nhưng có sao còn tâm tôi. Ở đâu? Ở đâu? Một mái em lớn mắt ngã trên trời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẹ.